Từ 9 giờ sáng đến tầm 3 giờ chiều các bạn chả làm gì được ngoài việc theo dõi bảng điện và hớt hải theo những cái biến động của thị trường. Vâng, chắc hẳn là nhiều nhà đầu tư cũng đâu đó nhìn thấy mình ở trong đó, đặc biệt là với những người mới gia nhập thị trường. Xem bảng điện thì thực ra cũng là một hành động dễ gây nghiện bởi thứ cảm xúc mà nó mang lại cho nhà đầu tư. Nó liên tục khiến cho nhà đầu tư bị hưng phấn hoặc là bi quan, và hai chiều cảm xúc trái ngược nhau thì thường xuất hiện và khiến cho các nhà đầu tư này bị cuốn vào vòng xoáy mua bán liên tục. Giá của chứng khoán thì bản chất phản ánh cung cầu của thị trường nên là biến động cũng là điều bình thường. Việc theo dõi bảng điện xanh đỏ nhấp nháy liên tục trong phiên thì thường khiến cho chúng ta sẽ có cảm giác muốn đua lệnh cổ phiếu khi mà đang tăng giá. Đó là tâm lý FOMO, tức là sợ bỏ lỡ cơ hội, hoặc là bán đi những cổ phiếu mà đang đỏ điểm. Tiếc thay thì phần lớn những quyết định đó sẽ khiến cho chúng ta rơi vào tình trạng đu đỉnh hoặc là bán đáy. Ngoài ra, việc dành quá nhiều thời gian vào diễn biến giá cả thì sẽ khiến cho chúng ta không thể tập trung vào công việc chính của mình. Hiện nay thì như các bạn đã biết, phần lớn nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán đều có một công việc chuyên môn riêng, nên là khi mà thị trường tiêu cực, tâm trạng của chúng ta có xu hướng không tốt hoặc là chán nản thì nhiều khi sẽ chẳng muốn làm gì, và điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả của công việc chính. Với nhà đầu tư đang full tỷ trọng cổ phiếu chẳng hạn thì đương nhiên là họ rất là quan tâm đối với cái khoản đầu tư của mình nó sinh lời hay là nó lỗ. Và thông thường thì về mặt kinh nghiệm của tôi mà nói thì những nhà đầu tư nào đang có cổ phiếu tăng giá thì sẽ nhìn bảng điện thường xuyên hơn, thậm chí là nhìn từ sáng đến tối, so với nhà đầu tư nào đang có những khoản lỗ trong danh mục. Trong khi đó thì với nhà đầu tư nào mà họ chưa có full cổ phiếu hoặc là full tiền thôi thì họ sẽ có xu hướng là gì? Bám sát bảng và để với cái tâm lý là sẽ không để một cái cơ hội nào bị trôi qua. Thứ nhất là người mới thì người ta thích học hỏi, người ta quan sát để nhìn cách giao dịch của các cổ phiếu. Thứ hai là có những người mà họ cũng nghiện vì họ ham kiếm tiền. Luôn luôn người ta phải nhìn bảng điện và họ tham gia các đội nhóm để họ có thêm thông tin. Tôi cũng đã từng trải qua cái thời kỳ đấy. Tức là từ 9 giờ sáng đến tầm 3 giờ chiều các bạn chả làm gì được ngoài việc theo dõi bảng điện và hớt hải theo những cái biến động của thị trường. Sau 3 giờ thì bạn phải cong đuôi lên làm những cái việc khác của công ty. Điều đấy nó ảnh hưởng đến công việc trực tiếp rất là nhiều ấy. Không phải không, năng suất lao động giảm. Mãi sau này thì tôi phát hiện ra là cái việc đó không cần thiết. Và để khắc phục tình trạng này, thứ nhất là các bạn tích lũy thêm kinh nghiệm, thứ hai là học hỏi và trau dồi kiến thức. Thứ ba là học cách phân tích và ra quyết định vào buổi tối sau giờ làm việc. Thì hôm sau chúng ta vẫn làm việc bình thường được. Nói chung là giao dịch chứng khoán thì cần có một kế hoạch. Chúng ta nên xem ở trong khoảng thời gian cuối phiên chiều, thường thường 30 phút phiên chiều ấy, thì cuối phiên chiều hay có cái tính biến động cao hơn so với khoảng thời gian còn lại. Nếu như thực sự là nhà đầu tư không thể kiểm soát được thời gian và còn chịu ảnh hưởng từ các công việc khác thì tôi cho rằng nhà đầu tư nên chuyển đổi cái phương thức giao dịch và cái phương pháp giao dịch của mình. Tức là thay vì chúng ta giao dịch như một trader, một người giao dịch theo hướng ngắn hạn hoặc là ít hơn trung hạn, thì chúng ta sẽ chuyển sang theo kiểu là mua cổ phiếu và nắm giữ dài hạn. Thì khi đó thì cái thời gian xem bảng giá chắc chắn sẽ ít hơn, và xem bảng giá càng ít nếu mà chúng ta nắm giữ dài hạn ấy, thì tôi nghĩ rằng cái cửa sinh lời nó sẽ càng cao và đỡ cái rủi ro là bị mất hàng. Tôi nghĩ rằng là khi mà với nhà đầu tư mới và chưa có những cái trải nghiệm ở trong quá khứ thì việc xem bảng điện liên tục sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm ở cả hai chiều. Vì sao? Bởi vì tức là cái này thì nó ở trong thị trường chứng khoán ấy thì nó sẽ liên quan tới một cái câu chuyện, đó là trải nghiệm trên thị trường. Thường thường thì những người đã có trải nghiệm ấy thì họ sẽ biết được, à, với bối cảnh thị trường này ở trong quá khứ nó cũng đã như vậy thì chúng ta nên làm thế này. Còn với họ khi mà kinh nghiệm chưa có thì đương nhiên là họ sẽ mua theo tâm lý, và mua theo tâm lý với thị trường chứng khoán đa phần là sai. VPBank Diamond, tầm nhìn quyền năng.